Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Tân Trần đã dùng thuật luyện hồn giúp thuốc vương viên chủ khôi phục lại tu vi của mình khiến bà cảm tạ vô cùng và nói rằng sau này sẽ nhất định giúp đỡ Tân Trần nếu gặp khó khăn. Sau đó, thuốc vương viên chủ liền trở về phiêu miểu cung thăm dò tình hình, còn Tân Trần cũng về vùng đất Bách Chiêu. Trong một tháng đó, Tân Trần hay U Thiên Tuyết đều chăm chỉ trong hành trình tu luyện của mình khiến Trác Thanh Phong và Nam Cung Ly đều kinh ngạc đến thán phục. Vào ngày này, ở thiên vũ đại lục xuất hiện một hồ nước khổng lồ tựa như một con thú đang nằm trên mặt đất khiến Trác Thanh Phong và Nam Cung Ly tán thưởng không thôi. Lần này đi bắc vực, Tần Trần chỉ mang theo ba người, một người là Trác Thanh Phong, một người là Nam Cung Ly, còn lại là là Lạ U Thiên Tuyết. Trong đó có Trác Thanh Phong trở về bắc thiên vực đan Cắc để tìm kiếm sư tôn dược vương của mình. Bây giờ hắn đã đạt đến thất giai trung kỳ đỉnh phong, tiến được vào dược vương cảnh giới. Còn Nam Cung Ly dưới sự giúp đỡ của Tần Trần hiện tại, Tu Vi cũng ngang ngửa so với Trác Thanh Phong khi đi ngang qua hồ nước sau hai tháng khổ luyện tần trần cũng chịu mở hai mắt ra chắc thanh phong cùng nam cung ly thấy thế nói ha ha trần thiểu ngươi cuối cùng dừng lại tu luyện hồ nước này tên là thiên long hồ nghe nói là bắc thiên vực lớn nhất trong số ba hồ lớn một bên u thiên tuyết cũng mở to mắt đây là lần đầu tiên cô thấy một hồ nước lớn như vậy sau đó đám người bọn họ cùng nói chuyện với nhau Nói đến Thiên Long Hồ, theo truyền thuyết ngàn năm trước, có một vị võ đế cường đại đã sinh ra ở đây, hắn mang trong mình dòng máu Thiên Long, đạt tới tu vi đỉnh cao, toàn bộ phương Bắc hắn có rất ít đối thủ. Lúc trẻ, anh ta đã đi khắp thế giới và thách đấu nhiều cường giả ở Bắc Thiên vực mà không thua bất kỳ ai trong số họ. Sau này, hắn thách thức cao thủ của Vũ vực nhưng bị đánh trọng thương, không còn cách nào khác phải trở về nơi này, thành lập đế quốc Thiên Long thôn. Tần Trần lúc này nhìn chằm chằm vào hồ nước kia, bên trong ẩn chứa cường đại thủy, anh nói: đáng tiếc chúng ta không phải thủy hệ võ giả nếu không chúng ta tu luyện ở đây luyện thủy hệ quy tắc trong thiên long hồ bước vào võ hoàng cảnh giới ít nhất tiết kiệm một nửa khổ công đột nhiên trên mặt hồ có động từ xa có một bóng người xuất hiện trong nháy mắt áp sát bọn họ phát ra khí tức kinh khủng trước đây chưa từng có trác thanh phong cùng nam cung ly bỗng biến sắc không tốt có cường giả tới gần nhanh chóng tránh đi bóng người đó là một ông già dâu tóc bạc phơ thân thể bê bết máu lạnh lùng liếc nhìn đám người tần trần rồi hóa thành một luồng ánh sáng màu đen trong nháy mắt xuyên qua chìm vào sương mù trong hồ rồi biến mất tần trần lúc này trầm tư nói nửa bước võ đế không hình như kém hơn một chút nhưng người này khí tức rất đáng sợ không hề yếu hơn võ hoàng nửa bước thông thường mọi người xung quanh cũng cuống cuồng bàn tán chẳng lẽ là thiên long cao thủ với tu vi của người này không ai có thể sánh bằng trong vụ thiên long nhưng có ai đã làm hại hắn hắn dường như đang chạy trốn chỉ là trong các thế lực lớn trong võ vực thế lực cao hơn không thể tùy ý ước hiếp thế lực thấp hơn người này sao có thể đắc tội bát giai võ hoàng cường giả sau đó tần trần nhắc nhở mọi người hãy cẩn thận rời khỏi đây càng sớm càng tốt đến đây là hết tập 380 võ thần chúa tể xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo